Rồi hôm nay ấy, là tôi thì tôi ra đi chỉ có hôm thôi, không có thời gian nhiều. Là mọi người có cái gì mà thắc mắc trong lòng thì cứ nói chuyện rồi mình trao đổi với nhau. Rồi xin mời. Rồi xin mời chị. Cháu bị tê một năm rồi. Rồi. Thì bây giờ mà cháu ở nhà cháu tập quá mà nhưng bây giờ thì nó có, nếu mà tập lâu thì nó cũng được. Rồi. Ông đi bộ được bao lâu ạ? Ông đi bộ được một năm rồi ạ. À. Rồi chị đi là... Chị đi trong nhà thôi, còn ra đường không đi được. Chị đi một chút xíu là mỏi chân. Vâng, rất là mỏi. Mà chị... nằm mà chị thấy có, ví dụ chị nằm chị gác cái chân là chị thấy có tê các ngón chân không? Giơ chân cao lên thì đỡ hơn nhưng mà nằm thì nó mỏi hết cả người. Mỏi hai chân. Rồi chị có khi nào có cảm giác ở các cái đầu chi, đầu ngón chân ấy, là nó bị hơi phồng phỏng không? Không ạ. Chị có mỏi cái đoạn này nhất, mỏi cái đầu chân này nhất. Rồi nó có bị, không chị nghe tôi nói, chị trả lời chứ chị không cần giải thích nữa. Chị nói với tôi nghe rồi, thì chị thấy cái đầu ngón chân nó có thay đổi màu sắc có gì không? Thì các ngón chân này nó có dấu ngấn này, rồi, ok, tôi biết mình gì rồi, chị hỏi. Đây kéo, lồng cộc. Chị được nói nè, chị để tôi nói. Chị muốn hỏi hay là chị muốn nói? Hồi nãy chị nói tôi hiểu rồi. Ok. Rồi ai nói chị bị suy giảm tim mạch chân? Đi khám. Bệnh viện. Bệnh viện nói. Dạ. Rồi bệnh viện điều trị sao? Cho uống viên đắp lóng và đi tất. Dạ. Tôi xin báo với chị một tin buồn là bệnh viện bác sĩ đã chẩn đoán sai bệnh viện nha. Bởi vì là khi mà chị bị suy giảm tim mạch chân á, chị sẽ kèm theo một cái triệu chứng, đó là một cái triệu chứng sưng chân khi chị đi và bị tắc cái van tĩnh mạch cho nên bị phù chân. Còn khi chị đi á, mà không có cái dấu hiệu phù chân thì chị không phải bị suy giảm tim mạch chân. Nhưng mà chắc có lẽ bác sĩ đã khám cho chị qua loa. Thì bác sĩ lại chẩn đoán sai tiếp nữa. Bác sĩ là bệnh viện tỉnh hay là bệnh viện huyện? Bệnh viện tỉnh. Bao nhiêu tuổi rồi? 50 tuổi. Chắc học chắc quá. Tôi nói đây cho chị biết cái bệnh của chị. Bệnh của chị á là bị tắc cái van tĩnh mạch. Và chứng bệnh của chị ấy, là nó trở gọi là Raynaud, tức là đi khoảng cách hồi. Là khi chị đi một chút xíu ấy, chút xíu thôi, chị mỏi chân đi không đứng nổi nữa, chị phải ngồi nghỉ chút xíu chị mới đi tiếp được. Thấy không? Thì cái chứng đó phải là suy giảm tĩnh mạch chân, mà trong hướng tương lai chị sẽ bị viêm tắc động mạch. Thấy không? Và cái động mạch chị khi mà bị tắc rồi đó, hoặc là tắc luôn cả tĩnh mạch, thì trong tương lai ấy, là các ngón chân của chị ấy, nó sẽ bị hoại tử và người ta phải tháo khớp của chị ra, chịu không? Do đó là cái chuyện mà bệnh của chị ấy, là chị phải rất là kiên trì, khi mà đã đến được đây phải rất là kiên trì. Cái thứ nhất là ở đây sẽ hướng dẫn cho chị cách chị năng. Thì cái này anh mấy anh giảng cho rõ ràng cái vấn đề chị năng cho mọi người. Cái thứ hai là chị phải tập hút không khí. Cái thứ ba là chị phải chườm đá. Mà chị chườm đá cho tôi ấy, thì chị chườm ngay cái gan và ngay lòng bàn chân cùng một lúc. Có nghĩa là một ngày chị chườm hai lần như vậy. Và cái bệnh của chị á là không phải mới đây, lâu rồi. Báo cho chị biết là bệnh của chị ít nhất mấy năm rồi. Nhưng mà mỗi ngày nó cứ nặng thêm thôi.
Do đó là chị uống thêm cái nước ớt này. Nước ớt ở đây có sẽ giới thiệu cho chị. Rồi chị phải rất là kiên trì để mà thực hiện cái này. Rồi ở đây hướng dẫn bơm máu rồi tất cả các thứ, nhưng mà cái bài mà tốt nhất á là cho chị này dựa tường vô nằm ở đây, dựa tường để hai cái chân á lên trên, rồi lấy cái gì định á kéo cái đầu chân xuống để cho máu nó tuần hoàn trở lại. Và chị phải mất cái thời gian ít nhất từ 6 tháng đến 1 năm nó mới ổn định được. Và tôi khuyên chị không uống thuốc nữa, và tôi khuyên chị là cũng không có mang cái tất vô chân chân nữa, bởi vì nó tất mà vô đó là nó sẽ co mạch máu chị, nó cũng nguy hiểm nữa. Thấy không? Tại vì bác sĩ nó chẩn đoán sai rồi. Thấy không? Do đó là thôi, chị gặp tôi là chị may rồi. Và chị làm y như tôi nói đi thì sẽ ổn liền. Từ cái đi không được thì sẽ đi được, tôi bảo đảm với chị đó. Điều đó với chị sau 1 tháng mà điều trị tích cực. Điều trị này do chính chị chữa chứ không phải ai chữa, cho nên lắng nghe mọi người cho rõ ràng để mà thực hiện cho được. Rồi, mời tiếp đây. Xin mời bạn. Cháu bị, em bị đau chân này nhỉ? Dạ. Cái chân này là, cái khớp chân này là đau lắm, mấy ngọn sưng to. Dạ. Thế là em cũng đi bấm huyệt thì là nó cũng đỡ sưng. Dạ. Nhưng mà không khỏi. Sưng mà sưng đỏ lên hay sao? Vâng, nó cứ sưng, nó như cái kiểu móng chân thôi. Nó cứ sưng to như thế này. Dạ. Thế là em đi rồi thì nó cứ bị đau ở cái bên. Bác bị bao lâu rồi? Em bị hơn 1 tháng. À, hơn 1 tháng, ok. Rồi, bây giờ ở đây á, thì bác sẽ học được cái bài mà chườm đá nóng ở gan. Thành ra là mọi người sẽ hướng dẫn cho bác này chườm đá nóng ở gan và lòng bàn chân. Và còn riêng cái khúc mà bị sưng á, thì phải lấy đá bỏ vô trong ngăn lạnh, hoặc là nước đá bỏ vô cái túi ni lông rồi chườm vô cái chỗ mà sưng đỏ. Trong khi chườm nóng gan và lòng bàn chân, nhưng mà khớp gối vẫn phải chườm lạnh, không có được chườm nóng nha, không được bôi dầu nóng vô, không được xoa những cái dầu mà có tính nóng vô đó, mà chỉ dùng nước đá chườm trực tiếp cho đó cho tôi. Và ở đây sẽ có những cái bài tập để chữa cho bác những cái gối, yên tâm nha, phải có thời gian chút xíu nhưng mà yên tâm nó sẽ ổn định. Rồi xin mời tiếp, mời bác. Xem ở trên mạng thì yeah. Bác cũng chữa cho được nhiều người, thì hôm nay hai chị em mới đi đến đây. Em bị đau cũng hai khớp gối này, yeah. Thân bị đĩa đệm, yeah. Hai bả vai cũng gãy, yeah. Mặt cực đình, yeah. Nó cứ cứng cổ và tê cả tay, yeah. Cái đó thì không có khó gì đâu. Trong cái quá trình mà thời gian mà bác học á, thì tôi cũng có muốn nói một điều để cho mọi người yên tâm chỗ này nè. Ở đây là viện nghiên cứu chỉ có tính cách là hướng dẫn và tư vấn thôi. Ở đây không có chữa bệnh. Mà muốn chữa bệnh á, thì đây phải có giấy phép của Sở Y tế cho phép được khám chữa bệnh. Thì ở đây được phép được làm. Mà ở đây anh em là giảng viên, không phải là bác sĩ. Cho nên mọi người rất là thông cảm cho chuyện này. Còn tôi á, là chữa tại vì tôi bác sĩ. Tôi có giấy tờ, tôi có đồ làm việc đàng hoàng. Nhưng mà tôi cũng không được phép chữa bệnh nếu như Sở Y tế không cho phép tôi chữa này. Do đó là cái nhiệm vụ tôi á, là gì? Khi mà giảng cho mọi người thì mọi người có cái đau gì đó, tụi này sẽ hỗ trợ cho cái người bệnh. Thành ra là chị yên tâm một cái điều là khi chị học ở đây thì ở đây có Tuấn rồi có anh Thăng sẽ hỗ trợ cho chị, giúp cho chị cái điều đó nha. Chị không có lo. Còn tôi thì bây giờ thì tôi xin phép là tôi đáng lý tôi có thời gian tôi ở đây sẽ giúp cho mọi người, nhưng mà vì tôi không có thời gian nữa, bây giờ tôi ở đây chỉ có vài phút để tôi đi rồi. Thành ra là mọi người rất là thông cảm, hy vọng là có dịp tôi sẽ vòng tay tới đây để gặp lại ha. Ok, rồi xin mời bác. Cái này là em bị cứng cái khớp này, tức là không co được chân vào, và cái chân này nó ngắn hơn chân này. Bác bị bao lâu rồi? Hơn 30 năm rồi. 30 năm rồi hả? Hơn 30 năm mà càng già nó càng bị đau. Dạ đúng rồi. Bây giờ về là bác, tức là cái khớp nó dính ở trong cái khớp án, rồi nó cũng kẹp lại được. Chân là như vậy sao? Dạ, bây giờ chỉ có một cái cách duy nhất thôi, là khi bác học ở đây á, thì cái phương pháp ở đây nó có cái phương pháp bơm máu rất hay. Đó, thì bác học cái cách bơm máu cho máu nó lưu thông. Cái thứ hai là chườm đá ở gan và trực tiếp ở vùng nào mà đã bị cứng đau á, thì phải chườm liên tục.
và hãy có thì giờ cứ chờ thôi. Và đừng có quên hai cái bài tập tiếp theo, đó là hút không khí và uống nước, nước ớt, nước chili, tức là rượu ớt. Dạ được, không sao. Tại vì cái đó nó làm cho máu huyết mình lưu thông, nó ổn định cái huyết áp, rồi bác yên tâm không có lo. Rồi xin mời tiếp. Rồi xong rồi ha. Rồi xin mời anh. Em thì mắc bệnh là năm nay là 39 năm. Lúc em còn rất trẻ thì em tai nạn lao động là 5. Và rất nhiều năm em thì cái cột sống em là 5, cứ bật ra bật vào, cứ tự mình lại làm vào nó lại ra. Thế mà thôi. Sau khi nó chuyển biến là người em đã là coi như một cây gỗ, cả dính cả cổ cả gáy. Nhưng quá trình em cũng đi lang thang năm năm quá nhiều, nhiều năm. Thế thì năm 94 thì bà mẹ có một bà cụ là người dân tộc cho em một bài thuốc. Thì về em thì sau đó thì cũng không có tiền để mua thuốc để mà chữa nữa. Thế đến năm 2009 đến 8 thì em coi như là vô vọng về cuộc đời em. Cũng nhiều lần đi tự tử không được, không ai người ta ngăn cản. Thế đến năm 2009 thì dặn dò, gọi vợ vào để dặn dò là khi mà tôi ra đi thì như thế nào. Và rất thời gian rất nhanh, chỉ vài tiếng thôi, đừng có ở Mỹ đâu. Vì tôi để lại để không nói, tránh cái để lại cho vợ con ấy khổ. Thế thì nhà tôi nó có cái cáu, nhà em nó có cái cáu, nó bảo là anh đi để cho vợ và con tôi là thì không, đấy là nói đau để đấy thì tôi đã chữa, đã chữa, đã chữa thì em để sau đó em uống thuốc thì em lại khỏi hoàn toàn, người em là vô bệnh và tiền liệt tuyến lúc ấy của em cũng vô bệnh luôn. Em tiền liệt tuyến nặng mà lúc nó về thì bắt đầu em nghĩ là bi quan, thế thì nên là lực xương khớp của em là tự nhiên em khỏi cả. Đúng. Chỉ có mỗi một cái u này, đây là nói kể bệnh lại thì nhưng đến bây giờ lại mắc cái bệnh là gai đôi, mà gai đôi là cột sống này là 5 đốt mà đều hai bên cả, và cột trụ cổ cũng 5 đốt là hai bên cả, dẫn tới là cả hai tay và hai chân của em mà mới đây gần đây cái này bị mà nó rất dài, nên rất dài khi em thấy cột sống em nóng hết cả và trụ cổ này nó nóng lên thì em mới vội vàng là đi chụp, thì chuẩn đoán là về gai thì em cũng nhìn được phim mà thì lại là gai thì dài cả, thế mà nó nóng hết cột sống. Thế thì em muốn hỏi là khi em học ở đây lớp để hỗ trợ cho em về chữa bệnh này bản thân mình, và em có thể đưa thuốc lam vào song song có được không ạ? Cái chuyện mà không, thuốc lam này là thuốc lam của em, là thuốc lam để tiêu gai, cũng tiêu gai, nhưng mà nếu cùng song song này có tốt cho. Rồi anh nghe tôi nói, anh nói vậy là xong rồi. Cái chuyện mà tiêu gai không là không bao giờ có thuốc nào mà làm cho tiêu gai được hết, mà hết người nào nói mà thầy thuốc nào nói dùng thuốc mà tiêu được cái gai, cuộc sống của người đó nó láo đó, và gạt gẫm người ta đi lấy tiền, không bao giờ có chuyện đó. Thí dụ như uống vô thì để điều chỉnh cho tốt cái cuộc sống xương mình thì ok, nhưng mà gai thì không có được. Chỉ ngoài cái trường hợp mà muốn tiêu gai đó là chỉ có mổ và mài cái xương của ta, cắt bỏ và mài xương lại thôi, mà hãy mài xong rồi mới mốt mọc lại. Do đó là cái chuyện mà uống thuốc ở đây không can thiệp, cái đó là chuyện của cá nhân anh kết hợp với cái điều trị ở đây, học cái này để điều chỉnh cho anh. Nhưng mà tôi có một cái lời khuyên đó, là anh nên học luôn cái lớp cảm xạ ở đây, tại vì trong cái lớp cảm xạ nó có một cái môn gọi là rung động thư giãn, relaxation dynamics, thì cái phương pháp đó nó làm cho cái cơ thể anh rung động, và khi rung động ấy, thì các khớp xương của anh nó sẽ điều chỉnh và nó sẽ cân lại dưới những cái cơ liên quan, nó gây cho anh bớt cái đau đớn. Và tập luyện thường xuyên thì lúc đó cái gai của cuộc sống của anh nó sẽ sống hòa bình với cái cơ liên quan, và nó sẽ làm cho anh ổn định trong cái cuộc đời anh bây giờ cho tới ra đi gặp bác Hồ. Ok, rồi vậy thôi. Rồi xin mời tiếp. Có dùng một liệu pháp ở đây thì em cảm thấy là huyết áp của em thì nó có đỡ hơn nhiều, nhưng mà riêng cái đầu gối của em thì em chưa thấy được ấy, thì nó cứ sưng, nhưng mà em cứ chườm đá. Nhưng mà thì tôi mới nói hồi nãy đó, nếu mà trong trường hợp bị sưng á thì chịu khó chườm lạnh, rồi còn gan á thì mình chườm ở đây dưới đây. Và em điều trị bao lâu rồi ở đây nè? Em được hơn 20 ngày rồi. Chưa thôi em ơi, em phải tính bằng năm, tại vì khúc gối rất là khó. Thành ra là 20 ngày không là cái gì hết, nó chỉ là mới là khởi động làm nóng cho em thôi.
Do đó tôi khuyên em một điều nè, ở đây hồi nãy tôi nói từ đầu á, là mình nhịn ăn nè, hút không khí nè, rồi tất cả những cái gì mà tôi nói á, thì ở đây hướng dẫn thì cố gắng thực hiện cho được điều đó. Và nếu như muốn gìn giữ, muốn bảo vệ cho chính mình thì tự mình cứu mình, không ai cứu mình. Do đó là phải rất là kiên trì để làm điều này. Trong đó một cái bài tập mà cực kỳ quan trọng đó là hút không khí. Bởi vì tất cả những cái cơ quan nội tạng trong cơ thể mình, các mô, các tế bào, các xương khớp đều cần phải có oxy để mà tồn tại. Thành ra là khi mà mình bị đau khớp là do cái sự tắc nghẽn của mạch máu và không còn vô không được, thiếu oxy không được, cho nên mình có một cái phương pháp mà tổng thể là ở đây hướng dẫn, thì lúc đó oxy vô đầy đủ, dinh dưỡng vô đầy đủ thì cái khớp em sẽ dần dần phục hồi lại. Không có nghĩa là nó trở lại khỏi hoàn toàn, nhưng ít nhất là nó không làm cho cái bệnh em càng ngày càng nặng thêm. Em nhớ điều đó nha. Và cho nên là khi em đã bị như rồi, em phải có một quyết tâm rất rõ ràng là em có muốn sống không, em có muốn tồn tại không. Nếu muốn sống, muốn tồn tại thì chỉ có em cứu anh cái em thôi, không có bác sĩ nào cứu được em ngoài là em hết. Bởi vì em thôi đừng khoan đi. Bây giờ bác sĩ bây giờ của mình rất có lương tâm, hãy đụng một cái là thay để lấy tiền, không cần thiết quá vậy. Em chừng nào tới lúc mà em liệt mà đi không được, mà khúc nó cứng ngắc, em không có dở dò được, em không có kéo được, thì lúc đó em mới quyết định mổ, chứ còn bây giờ vẫn còn ngon lắm. Em yên tâm, cứ việc cố gắng mình dinh giữ được lúc nào hay lúc đấy. Đồng ý chưa? Rồi, xin cảm ơn. Rồi, mời tiếp. Rồi, mời các bác sĩ là em bị rối loạn chuyển hóa. Yeah. Tức là mỡ máu rồi gan nhiễm mỡ, huyết áp cao, rồi là tiền đến tuyến là 46 gram, rồi đấy, như thế thì có xử lý có điều trị được mà. Cái rối loạn chuyển hóa cũng có khó gì đối với cái này hết. Thì bây giờ mấy cái chứng mà thường thường mà nó kèm theo chi lớn tuổi, rồi gan nhiễm mỡ này, cholesterol máu cao này, gan rồi huyết áp cao này, rồi cộng thêm nữa là bị gút nữa, thấy chưa? Thì mấy cái bệnh đó không có khó chữa, cái quan trọng là anh cứ muốn chữa hay không thôi. Và khi anh đã quyết tâm chữa thì anh cứ thực hiện đi theo phương pháp này, và trường đá rồi anh bắt buộc phải nhìn ăn nha. Thì ở đây hướng dẫn cho, thì mấy cái đó anh làm, tôi hứa với anh nếu anh thực hiện đúng như đây hướng dẫn, sau 6 tháng là đi xét nghiệm tất cả như có trở lại bình thường rồi. Cái rối loạn chuyển hóa là do cái tuổi mình càng lớn thì cái hệ thống mà điều khiển trong cơ thể mình càng mất kiểm soát. Bây giờ mình trở lại cái sự kiểm soát đó, mà muốn mà trở lại cái sự kiểm soát đó thì điều đầu tiên là mình phải kiểm soát cái chuyện ăn uống của mình. Mà chuyện ăn uống ở đây là dứt khoát là 8 giờ tối cho tới 12 giờ trưa anh không được ăn này. Và chỉ nhớ nha, chỉ uống nước lọc thôi, không dùng bất cứ một loại nước nào hết. Thì anh sẽ xem là khi anh nhịn ăn nè, anh trường đá hành tim cho tôi nè, sáng anh đốt không khí nè, chỉ trong một tuần lễ thôi cơ thể anh đã biến đổi rồi. Nhưng mà tôi hứa với anh là 6 tháng anh làm đúng như lời tôi nói thì tất cả những cái chỉ số của anh sẽ trở lại bình thường hết. Riêng huyết áp không dám hứa, cho nên huyết áp anh vẫn phải dùng thuốc liên tục, không được ngưng theo bác sĩ chỉ định. Còn những cái thuốc mà bác sĩ nói ta dùng buổi sáng thì mình dành uống buổi trưa, ăn cơm xong uống. Cái điều quan trọng trong cách nhịn ăn của mình là không được thái quá. Có nghĩa là tôi nhịn ăn từ 8 giờ đến 12 giờ trưa thôi, rồi sau đó là tôi phải ăn uống đầy đủ lại đàng hoàng. Bởi vì trong cái cơ thể mình 5% là đạm mà 95% là mỡ. Mà nếu như mà mình nhịn ăn lâu dài quá, những cái cơ lực của mình nó bị suy nhược hết, không có được. Mà làm vậy là cơ thể mình suy sụp. Do đó là nhịn là để cho điều chỉnh cái sự chuyển hóa đó, nhưng mà ăn là để bồi dưỡng lại những cái mà mình đã mất mát, bắt buộc. Mà ăn cái này thực ra là nó bồi dưỡng là mất mát cũng đúng, mà là tại vì cơ thể mình nó có một cái cơ chế rất là đặc biệt, đó là cơ chế dự trữ cứu mình trong lúc sắp chết. Là dự trữ là thế nào? Thì tức là hễ mà có thức ăn nào mà tốt nó cứ đem cất, cất mỡ, cất đường, cất đạm. Nhưng mà tại vì cái rối loạn chuyển hóa cho nên khi nó cất mỡ nó biết nó đẩy ra bụng, là bụng to. Do đó là khi mà mình nhịn ăn ấy, thì cái hệ thống mà dự trữ đó nó bắt buộc phải đem ra nuôi cơ thể. Và khi nuôi cơ thể thì nó phải lấy cái cũ ấy, nó ra nuôi, rồi trưa mình ăn bù lại đem cái mới vô.
Thành ra là cái sự chuyển hóa do tình, do cái dinh dưỡng mà nó giúp cho cái cơ thể mình tái cấu trúc lại. Mà tái cấu trúc tốt nhất là gì? Là trường đá. Và khi mình trường đá nóng ở gan á thì nó đưa lên trên cái não mình đầy đủ hồng cầu, đầy đủ oxy và làm cho giấc ngủ mình sâu lên. Và khi sâu lên thì 20% lượng máu khi giấc ngủ sâu về trên não ấy, thì nó sẽ tái cấu trúc lại những cái cơ quan bộ phận trong cơ thể mình. Ngay cả cái neuron thần kinh nó cũng sẽ tái cấu trúc lại được. Từ trước tới nay người ta nói không có tái cấu trúc lại được cái neuron thần kinh, nhưng mà ta nói có một cái điều nữa, nếu mà sót nhiệt được thì sẽ tái cấu trúc. Thì cái phương pháp nấu của mình trồn ở đây, trồn ở trong mạch cảnh là một cái phương pháp sót nhiệt để tái cấu trúc lại neuron thần kinh. Cho nên sau khi anh thực hiện cái điều mà tôi nói trong vòng 6 tháng thì anh thấy tự nhiên những cái gì mà sinh quên bây giờ anh nhớ lại, rồi cơ thể anh mệt mỏi và anh khỏe ra. Ok à, thành ra anh thực hiện đúng như lời để nói. Rồi chúc mừng nếu như anh chịu khó muốn sống. Ok rồi tiếp mời bác. Em bị đau thấp khớp hơn 20 năm nay rồi. Dạ. Rồi sau khi thấp khớp xong đấy chuyển ra đau thần kinh đoạn, đi được độ 15 phút để phải ngồi nghỉ thì mới đi được tiếp. Dạ, thôi được rồi. Bây giờ tôi không có thời gian nhiều, tôi nói với em về trường hợp bác rồi tôi đi. Cái chuyện của bác 20 năm rồi. Dạ. Về cái nguyên tắc mà chữa trị là nó nói, hãy ăn một thì đã một. Thành ra là mình bị 20 năm thì phải chữa 20 năm. Thì lúc đó chết ngắt. Do đó là bây giờ chị đã đến đây rồi, chị gặp được cái phương pháp này đó là cái sự may mắn của chị. Bây giờ cái yêu cầu là gì? Chị cứ thực hiện những cái lời mà tôi nói đi. Còn trong cái lúc mà bị thần kinh tọa, bị gì đó thì anh em đây sẽ hiệu chỉnh cho. Nhưng mà trong cái chuyện mà anh em có điều chỉnh, anh em có chữa gì nữa, đây chỉ là một cái phương pháp tạm thời thôi. Nó không có giải quyết rốt ráo. Cái rốt ráo chính là thay đổi cái ăn uống, rồi rèn luyện tập luyện của mình. Và mình phải giữ làm sao cho nó đừng có tiếp tục nữa. Nên nhớ một điều nha, khớp tây y chữa không khỏi, nếu mà khỏi bây giờ bạn cũng mang tới vậy đó. Thế chứ, thành ra là tôi thách luôn cả những cái ông mà thấp khớp giỏi nhất của Việt Nam này dám lên lên nói một tiếng tôi chữa khỏi khớp, không bao giờ dám nói câu đó. Mà họ chỉ chữa bớt cái triệu chứng đó và kéo dài cho mình thôi, chứ không khỏi hẳn. Nếu mà khỏi thì bao nhiêu người khớp tới bây giờ vẫn đau đớn. Do đó cái người mà điều chỉnh cho mình, cái người mà chữa cho mình, cái người mà cứu cho mình chỉ có mình thôi, hiểu chưa? Thành ra còn cái khớp ấy, chị đau của chị ấy, là cái khớp của chị ấy, là viêm đa khớp dạng thấp, bắt đầu nó chỉ có một khớp, sau đó là hai cái khớp đối xứng, rồi khớp vai, rồi khớp cổ, rồi khớp lưng, cái chỗ nào có khớp thì nó đau. Do đó có một cái lời khuyên tốt nhất của tôi là chị phải thực hiện đúng như ở đây hướng dẫn. Vậy nè, chụp đá, hút không khí, uống nước lớn. Ok à, và nếu như mà làm đúng như cái lời tôi nói ấy, thì những cái bệnh tật ấy, nó sẽ từ từ chia tay mình và cái sức khỏe mình từ từ phục hồi lại. Tất nhiên bao giờ tôi cũng nói không bao giờ trở lại như thời ban đầu. Nó giống như tình yêu vậy, tình yêu chỉ đẹp khi ban đầu thôi, còn sức khỏe mình chỉ tốt khi còn trẻ thôi. Và nó ra đi thì nó không bao giờ trở lại. Bây giờ mình muốn sống một cái cuộc sống tốt đẹp, vui vẻ, hạnh phúc, không có bệnh tật thì chỉ có mình là người biết chăm sóc cho chính mình thôi. Ở đây mục tiêu là giáo dục, chăm sóc sức khỏe mọi người bằng những cái tư vấn đó. Và nếu ai mà thực hiện được thì người đó duy trì được cuộc sống của chính người đó. Ông thầy nói vậy thôi, mà ông thầy mà không làm thì ông thầy cũng tiêu luôn chứ đừng có nói bệnh nhân. Ok, rồi xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Hốt đi anh em, chùm gan nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133635, Hà Nội 0937 853823. Để có trong tay đá trường gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ
thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125-800-2299 hoặc 0937-853-823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123-218-6688 hoặc 0983-581-652.